Vâng, xin chào các bác đến với Kinh Kiên Xuyên Lạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu mountain bike đến từ thương hiệu UCC, khung carbon và sẽ trang bị với full group mono DOD rất là cao cấp. Có thể các bác hỏi em về dòng xe địa hình carbon dòng nhẹ thì em về một chiếc với tông màu đen đến từ thương hiệu UCC Levoli. Và bây giờ xin mời đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, trên khung hình bác đây là cái mẫu xe dòng địa hình mountain bike. Và trong thời gian vừa qua bác rất nhiều hỏi em về cái dòng xe địa hình như carbon thì nay em về một chiếc UCC full carbon. Thì video trước đây em đã có về một chiếc UCC dòng touring, thì nay em về một chiếc địa hình khung từ carbon với tông màu chủ đạo là tông màu đen. Xe đánh giá còn rất là mới. Bác nhìn nước sơn của xe còn rất là đẹp nhé. Tông màu chủ đạo tông màu đen, điểm chỉ xanh trên khung xe. Một trong những cái tông màu em rất là thích, màu xanh đen, rất là nổi. Cổ phốt kim đông chính thức bản cho xe. Cổ phốt kim đông nhôm, cổ huy hô. Tay lắm cao su bán đúc chính hãng của UCC, nguyên bản cho xe. Và xe trang bị với tay bấm xả chính hãng của Shimano DOD. Tầng chất sử dụng với cục phanh dầu của Shimano và Techo. Bên phải em được sử dụng với bên tầng đĩa chính hãng của Shimano DOD và cục phanh sau cục phanh dầu của Techo. Giảm sóc vỏ đốc sốc XC28, giảm sóc dầu đốc sốc, xe trang bị với may ơ chính hãng của UCC thôi nhé. Vành nhôm của Lubatech, vành nhôm cao cấp, sử dụng lốp Canada kích thước lốp 26 x 1,95. Bên dưới gầm khung thì có mã số vạch vạch chính hãng của thương hiệu UCC. Ngạt đĩa của Shimano DOD, hộp đen của Unio, cơ bản cho xe, nhiên hiệu sau lơ, cái đến từ thương hiệu Ý, đến sau lơ cũng nhá. Bên dưới là made in Italy rồi. Nhiên thương hiệu đến từ Ý, sau lơ, nhiên rất là êm. Xe sử dụng với đùi đĩa trụng giống, 3 tầng đĩa, đùi đĩa nhôm. Củ đè sau là củ đè Shimano DOD. Được trang bị với 10 tầng lip. Đằng sau sử dụng mới vành chính hãng của Lovatech. Lốp Canada, lốp còn rất là mới. Và bây giờ xin đo cho các đứng của khung xe. Vâng, chào các đứng của khung xe là size 45. Chiều ngang khung là size 54. Khi các bác cao hùng 1m6 đến chừng 1m7 như vừa. Xe trang bị với 10 tầng lip. Lip và xích cũng rất là mới các nhá. Lên lip thôi. Xe độ mới cũng còn rất là cao. Bên phải em mà bác dùng đĩa đĩa Shimano DOD, đĩa đĩa rất là bon luôn nhé.
dòng xe địa hình với group cao cấp của Shimano Deere, vành Lumatech. Vâng, em đánh giá tổng thể xong chiếc xe UCC khung carbon được trang bị với group Shimano Deere và xe gia tốc bên em là 10,8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là con tâm nguyện qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm cái xe đạp, nhấn đăng ký theo kênh. Mới lại bắt chuyện ngày mai.